Kim. Làm only up 2 đi anh. Ôi, đánh giá tích cực quá. Coi coi mọi người nói gì về cái game này nào. Game như cắt. Yo, welcome back và chào mình đến với Only Up 2, nơi cảm xúc thăng hoa. Vẫn như cũ thì chúng ta sẽ vào vai cậu bé áo vàng. Và nhiệm vụ của chúng ta đó chính là lên trên đỉnh cao của xã hội nha quý vị. Oh my god. Let's go. Trời sao nó game nó lag dữ vậy trời. Trời. Vâng, đồ họa quá đẹp quý vị ơi. Không có từ gì để miêu tả được hơn ngoài hai từ như cức. Những đồ vật xung quanh có vẻ hơi ít hơn so với cái bản phần 1 à. Ok. Xoài với con. Trời ơi. Nói chung là ai mà ai đã từng theo dõi em về cái series mà phá đảo Only Up rồi thì quá quen thuộc rồi. Bé Man đã có đủ kiến thức, có đủ trình độ để chơi cái phần này. Quá là đơn giản luôn. Chưa đủ. Leo lên đây á. À, cái này nó tự đưa mình đi lên. Mà sao tiện nó có cái miếng sắt ngay đây. Ok, nó đưa mình lên đây chứ gì. Rồi, ok. Và như quý vị đã biết thì chơi Only Up thì quý vị sẽ không muốn té khi mà quý vị lên rất là cao đâu. Điều đó không hay một tí đâu luôn. Chó tiếng không lùi. Quý vị mà có thấy tiếng của em nó hơi lạ, cái giọng của em nó hơi lạ thì thật sự ra là em đang bị ngạt mũi nha quý vị. Đích đến của chúng ta là ở đâu vậy? Cao không? Lần trước tôi chơi cái game này là tôi phải mất tới 3 tập lận đó quý vị. Một tập là gần mười mấy 20 phút á. Đó là còn cắt bớt rồi ấy. Tôi không biết là phật 2 này nó như nào, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức nha. Từ từ, có đường bên đây. Rồi chúng ta sẽ bắt cua lên những cái thùng container. Ôi, hoài niệm quá. Có ai sợ đô cao không nè? Trời ơi, xe lửa chạy trên không trung nhưng mà chạy ngược. Trời, hành khách chịu gì nói. Nếu mà mình đứng trên cái đường ray này mà mình không nhảy nhanh thì có nghĩa đồng nghĩa với việc là mình sẽ bị cái xe nó tông hả? Ôi nghe căng quá nhờ. Hay tôi nhảy lên trên kia. Tôi nhảy lên xe lửa không được nha quý vị. Nè. À, nhảy lên được. Ồ rồi, ok. Được. Má, trời ơi, trò này lạ. Trò này mới thấy lần đầu. Rồi, sai ơi. Thích ứng nhanh lắm. Làm khó anh xong. Rút về, đúng rồi. Đúng rồi, cứu em anh ơi. Nhảy qua đâu, nhảy qua đây. Ui. Té quả nãy hơi thốn bà ơi. Ê, trời ơi. Ba cái game bắt cua này nó còn đáng sợ hơn là ba cái game kinh dị nữa. Mặc dù là do người khác làm lại nhưng mà cách chơi vẫn khốn nạn lắm nha quý vị. Mấy anh chơi hơi ngu nhưng mà được cái rất thích chơi nhiều thể loại đấy. Thể loại nào chơi cũng được. Là không phải làm khó anh, được chưa? Không cần phải làm khó anh, mặc dù anh chơi game hơi ngu. Rồi bây giờ mình đứng ở đầu mũi tàu nè, khoan nha, khoan gấp nha, đứng đầu mũi tàu chuẩn bị đi. Rồi, chuẩn bị nhảy nè. Đợi tới gần nhảy nè. Ủa? Không phải tại anh cũng không phải tại em. Tại thằng làm game chúng mình té hoài luôn. Hồi tình yêu tại sao cứ phải? Trong chính lần này. Lần này tôi sẽ. Mày cứ cười cho nỗi đau của anh đi. Mày sẽ thấy. Ta sẽ đánh bại mày ngay. Vì một số lý do nào đó tôi không rõ. Nhưng mà chúng ta lại có mặt ở đây một lần nữa. Và chắc chắn lần này chúng ta sẽ đánh bại được ba cái xe tàu lửa này. Let's go. So nice. Once again. Very good, buddy. Jump. Very good. Từ, em đợi cho cái đoàn tàu nó vòng về cái quý vị ơi. Jump. Nice. Oh shit. Và chúng ta lại có mặt ở đây một lần nữa. Gì mà đi một vòng trái đất thì trời, mấy vòng trái đất luôn. Cái đường ray kìa. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Và chúng ta sẽ nhảy nha. Một phát nhảy là ăn luôn nè. 1, 2, 3. Ui. Trời ơi.
Trời ơi, má cái giường này làm cho người khổng lồ ngủ hả? Sao chắc là lên đây? Tao nghĩ là lên đây rồi, cứ cái đường nào mà đi lên được thì mình ưu tiên nha quý vị. 10 seconds later. Từ từ thôi, trong cuộc sống có những lúc chúng ta cần phải chậm lại. Đoạn nào dễ đi lên là dễ chết. Ủa sao cái chỗ này quen quá vậy? Ủa sao giống cái chỗ nãy tôi đi quá vậy? Ui giời, đây có một cái giường, giường này chắc để bật lên. Dễ đi lên là dễ chết. Trời ơi, có ai đó thấy đường lên đâu không vậy? Sao nhiều xe quá vậy? Mình đi kiểu gì giờ? Xe nào cơ? Xe màu vàng nè. Nope. Không được. Ui, ui trời, ui. Hình như cái xe màu đen này nè. Rồi, chuẩn rồi. Nope. Ý, lên hẳn luôn. Nope. Ủa, cái xe màu xanh tôi không bám được ý. Rồi sao để lên bay? So, tôi bám kiểu gì ta? Hay là tôi bám lên trên cái kính chiếu hậu của cái xe này? Kính chiếu hậu. Đúng rồi, phải là kính chiếu hậu. Quý vị mà chơi Only Up phần 1, quý vị sẽ biết là nó cao cỡ nào. Nó cao khủng khiếp. Nó cao mà kiểu khốn nạn luôn. Như đây đã nhầm nhò gì? The fuck? Ây, đùa, cầu khỉ nữa hả? Oh my god, look at this. Look at this. Bình tĩnh. Đúng rồi, cái khúc cua này là khúc cua tử thần nè. Khúc cua này là từ từ nè, nhích nhích từng cái chân một nè. Nó bắt đầu nè. Nó nhìn giống tật nguyền không, nhưng mà không sao. Thà tật nguyền còn hơn té xuống. Té xuống là tai biến mạch máu não luôn, chứ không có tật nguyền nữa, hiểu không? Hả? Trời ơi, nhảy qua đây hả? Ồ, chắc đây là cú nhảy khó nhất trong cuộc đời tôi quá. Trời. Nếu mà nhảy được thì mình sẽ lên được luôn. Lên được tới cái chỗ này mà rớt cái là hiểu luôn ha. Ok. Jump. Oh yes. Mấy cái khúc ống nước này nguy hiểm lắm. Để gì nó còn bị gỉ sét nữa. Trời đất ơi. Ê, giỡn quay. Bam 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 bam. Rung quá trời bay ơi. Hay mình liều ta? Mình liều ăn nhiều nha. Trước sau cũng nhảy à. Đó, vậy đi, cho nó nhanh. Rồi từ từ, từng bước một. Chúng ta sắp được qua bên kia rồi. Nhảy qua nè. Rồi, hay quá, trời hay luôn. Cho bé Man một tràng pháo tay nào. Trời ơi. Rồi, nhảy trên cái camera này. Yes sir. Ủa, sao không nhảy được vậy ta? Có gì đó sai ở đây. Thế thì mình sẽ leo lên trên cái máy tính rồi. Xong sau đó chúng ta sẽ nhảy qua. Ở gì kỳ vậy, leo lên trên máy tính nè. Rồi sau đó là chúng ta leo lên máy tính nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ leo lên máy tính nè. Rồi chúng ta nhảy qua nè. Chắc sao kỳ vậy ta? Có ai bên cửa kia không vậy? Alo. Cộc. Giờ không chờ mở cửa mà mày đòi mở cửa sao vậy con? Đó vậy hả? Trời ơi. Rồi sao làm gì trên đây? Ủa, còn lên được nữa mà. À đây. Chính nó. Trung tâm mua sắm của thành phố hả? Là chỗ này à? Liền. Liền. Oh yes. Yes. Liền. Cưng mà nghĩ anh bỏ cuộc sớm vậy là cưng lầm to rồi. Anh quay trở lại đây, anh trở lại trung tâm mua sắm đây. Tầm này mình nhảy xuống là đẹp nè. Yes. Yes sir. Trời, trung tâm mua sắm có vẻ vắng vẻ quá ha. Cái gì cơ? Cái gì? Mày thách tao ư? Mày nghĩ nhiêu đây có thể làm khó được tao ư? Đúng rồi đấy. Đổi đường đi được không? Trời ơi, cái miếng sắt gì nhìn điêu vậy? Oh my god. Trời ơi. Trời ơi, quý vị ơi, quý vị đồng bào ơi, có nghe rõ em nói gì không? Em sắp đứng tim mất rồi. Trời ơi, cái miếng sắt nè. Trời ơi, nhìn nó điêu không? Ha, phanh lại. Trời ơi. Nó vẫn mang lại một cái bản sắc rất là quen thuộc cho chúng ta, đó chính là đứng con mẹ nó tim. Ok. Lên đây rồi. Cái gì vậy? Cái đó có phải đích đến không vậy? À không, ở trên đầu còn nhiều lắm. Còn lâu. A few moments later.
tôi mà ngoài đời giờ chắc tôi thay mấy cây bỉm rồi đó. Ngoài đời mà vậy cho tôi 10 tỷ tôi cũng không làm nữa. Quá đẹp, tấm này làm mẹ mày thumbnail được nè. Được luôn. Ok. Đi đâu đây? Đi lên đây chứ đi đâu? Đúng rồi. Ủa, lên trên đỉnh nóc của mấy cái thùng này nè. Bay lên giường này ư? Bay lên đâu? Không ổn tí nào. Ôi trời ơi. Trời ơi là trời. Ê trời. We are back. Still focus in this play. Yes sir. Oh. Yes sir. Where we go? Okay. Đã đáp đất an toàn. Nhảy qua đây ư? Chắc là phải đứng bên cái cục này mới nhảy được nè. Ngon. Máy bay đời xưa hả? Ôi, còn cứu được, tầm này vẫn cứu được. Ê, trời ơi, hết cứu rồi. Má, chỗ này nãy đi qua lâu lắm rồi nhá. Hồi nãy trả giá đắt quá, bây giờ mình phải trân trọng. Ê, nó bay lên. Bay lên là có điều tốt. Lên chỗ mới rồi. Ê, sao trên kia còn đúng một cái chỗ đứng à? Ôi, từ, không lẽ lên đó là win luôn hả? Trời ơi, leo dây. Từ. Ok. 5 minutes later. Pew. Ê, còn cứu được. Nhảy lên đây á. Sao thấy điêu quá vậy? Trời ơi. Hình như đi đích đến là gì nè. Còn miếng nữa bay ơi. Cố lên. Gambare. Còn một cái giường nữa. Ê, lên chưa? Lên luôn nha. Lên. Ê, trời ơi, sao không lên con ơi? Mà đứng sát mé luôn. Lên. Phải lên được. Sao nó sáng gì vậy? Là qua chưa? Rồi lên đây nó không cho mình ăn mừng gì hả? Game gì chán vậy? Game gì nhạt nhẽo quá vậy? Và hy vọng là mọi người thích cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại.